Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Sơn Đỉnh Audio. Ở trong clip buổi tối ngày 18 tháng 6 thì Sơn Đỉnh lại tiếp tục giới thiệu đến toàn thể anh em những cái mẫu loa cũng như âm ly mới về tại cửa hàng của Sơn Đỉnh. Và hôm nay chỉ có một cặp loa duy nhất cũng như 4 cân âm ly mình muốn giới thiệu đến toàn thể anh em. Mình đã dán chi tiết và giá, sau đây thì mình sẽ đi chi tiết từng sản phẩm một để anh em được biết thêm về dòng này. Riêng cặp loa mình để cả e-căng để anh em biết được cái độ đẹp của nó như nào. Căng nó rất là đẹp luôn, không có bị rách chút nào cả. Đây là mình đã bỏ e-căng ra để mình quay cho anh em xem luôn đây. Cặp loa Diatone, model của nó là DS621. Loa 3 đường tiếng, bass 25, xương găng đúc, gân vải tẩm dầu, màng giấy, một chung giấy và một tép đôm. Loa có một tinh chỉnh. Thùng được làm gỗ rất là nặng và chắc chắn. Tiếng dòng này cũng rất là hay, đặc biệt là chơi nhạc vàng bolero trữ tình cũng rất là ngọt ngào. Và những cái dòng này thì thường thì không kén âm ly và tiếng rất là tốt. Cặp Diatone này thì về gân của nó là gân tẩm dầu còn rất là mềm luôn. Hàng còn nguyên cả bụi. Đấy. Tất cả là xương đúc nguyên khối hết luôn. Loa 3 đường tiếng. Kích thước của nó chiều cao là gần chiều cao 58. Chiều ngang của nó là 34 và chiều sâu của nó là 25. Thùng được lạm gỗ rất là chắc chắn. Đây. Góc cạnh không có nở nát gì cả. Cặp này mình nói luôn là hàng đẹp xuất sắc. Mình sẽ quay cả trở kháng của loa cho anh em xem luôn này, về phía đằng sau. Dòng này thì trở kháng của nó là 6 ohm, công suất của nó là 60W, thùng đẹp góc cạnh. Loa còn nguyên zin. Cặp Diatone DS261 mình bán với giá là 3.800.000 đồng. Tiếng rất là hay. Tiếp theo thì vào phần chính giữa là những con âm ly mới về tại cửa hàng Sơn Đỉnh. Có những con mình bán rất là quen thuộc, còn có những con thì gần như là mới tinh. Như hôm nay là xuất hiện một thực sĩ tí hon, đó là âm ly Pioneer A2030. Âm ly này thì rất là nổi tiếng và đã gọi đi vào huyền thoại cho anh em rồi. Hôm nay về con âm ly này gọi nói là đẹp như mới tinh. Quá xuất sắc cho anh em. Và giá thành thì mình nói luôn là vẫn là rẻ. Hai tản nhiệt hai bên. Chạy 4 xòe than xanh đen cũng như hai nguồn riêng biệt, hai tụ độc nguồn cho hai vế. Mặt mũi đẹp xuất sắc. Các núm được tiện xước, còn nguyên zin không có xước sát cái gì cả. Phím bật tắt nguồn, đèn cầu AB riêng biệt, có chỉnh bass check trực tiếp trên máy, ba lăng, volume, cần gạt download. Và bên này này các đường chọn tín hiệu đầu vào, anh em sẽ cắm qua đường tuner hoặc đường aux và đường tap. Riêng đường phono là dành cho đĩa than. Dòng này được mệnh danh là bé hạt tiêu vì đặc trị được rất là nhiều loa khó tính cũng như loa Nhật cổ. Tiếng rất là hay, chi tiết. Và giá thành của con âm ly Pioneer A2030 mình bán với giá là 4.500.000 đồng. Máy rất là nhỏ gọn nhưng mà rất là nặng và chất luôn. Công suất của con này thì để xem luôn đằng sau. 130W. Đây công suất luôn này. 130W. Đấy. Thế gọi là bé hạt tiêu, đánh rất là lực, chơi tốt những dòng loa bass 20, 25, 30. Tiếng rất là hay. Pioneer A2030. Giá là 4.500.000 đồng. Tiếp theo ở phía bên dưới là một con âm ly Auric cổ. Trong model này thì cũng khá là hiếm vì dòng này nó đã chạy tới sò sắt Toshiba chữ đỏ cũng như có hai bóng nắn dòng luôn. Tức là dòng này nó dòng gần như kiểu mạch bán dẫn xuất âm tụ. Tiếng rất là hay. Đánh hai cầu AV và A cộng B, có chỉnh bass check trực tiếp trên máy, có phần cắt tần số này của bass cũng như của tép, ba lăng, volume. Cần gạt download và bên này là các cầu chọn tín hiệu đầu vào, có đường tuner aux. Phono là dành cho đĩa than hoặc có đường tap 1, tap 2. Đây là volume. Dòng này thì dòng vì nó là dòng cổ nên thiết kế của nó rất là đơn giản. Model của dòng này là Auric SV410.
chạy 4 sò sắt Toshiba chữ đỏ, tiếng cực kỳ là hay và chi tiết. Dòng này anh em có thể làm được cả dè cũng được. Abri Aurex SB410 mình bán với giá là 3.800.000 đồng. Đánh rất là rất trị, rất nhiều loa khó tính luôn, tiếng rất là hay. Đây là một con âm ly cổ xuất âm tụ, tiếng cực kỳ là tốt. Công suất của nó chỉ có 80W thôi, nhưng đánh rất là nội lực. Tiếp theo ở phía bên dưới là âm ly Pioneer SA706. Con này thì mình bán rất là nhiều. Hôm nay tiếp tục lại có hàng. Và hôm nay thì may mắn là mình nhập theo lô nó rẻ hơn một chút, nên mình chỉ bán với giá là 4.600.000 đồng. Máy chạy 4 sò xanh đen 2 vít, công suất 120W, nguồn vàng chứ không phải nguồn đen. Có chỉnh bát check trực tiếp trên máy, đánh hai cầu AB và A cộng B, cần nao nớt. Đây là hai đèn vu khi bật nguồn, ba lăng, và đây là đường kết nối thiết bị bên ngoài, bên trên là volume tổng. Tiếng thì cực kỳ là hay vì những dòng Pioneer thì đã quá là nổi tiếng rồi. Pioneer SA706, công suất 120W, đánh hai cầu AB, hai đèn vu. Mình bán với giá là 4.600.000 đồng. Rất là đẹp luôn, mặt mũi không một vết xước. Dưới cùng hôm nay là âm ly Đà Lông. Dòng này là dòng hi-fi luôn anh em nhé, PMA510. Đặc trị rất là nhiều loa khó tính, chạy hai nguồn riêng biệt và chạy 4 sò sắt. Đánh hai cầu AB, A cộng B, có chỉnh bát check trực tiếp trên máy. Cần gạt on up này, khi gạt sang on thì bát check có tác dụng này. Có thể gạt lên trên, dưới là ba lăng. Đây là volume, và đây là cần gạt mô tinh ngắt tiếng tạm thời. Và đường tab 1, tab 2. Và sang bên này thì các đường chọn tín hiệu đầu vào bên ngoài đây. Máy con này thì rất là nặng, cấu hình rất là khủng. Công suất của nó cũng hơn 100W. Âm ly Đà Lông 510 mình bán với giá là 4.500.000 đồng. Tiếng dòng này thì rất là hay, và đặc biệt là Đà Lông là một trong những thương hiệu nó rất là nổi tiếng rồi. Và như vậy hôm nay thì tổng quan chỉ có 4 cân âm ly và một cặp loa Diatone DS261 mình vừa giới thiệu đến toàn thể anh em. Sau đây thì mình sẽ quay cả đằng sau cho anh em xem tổng quan cả loa và âm ly luôn. Đây là cặp loa, góc cạnh luôn, đẹp xuất sắc. Hàng nguyên zin, không có mông má cái gì cả. Và bên này là những dòng âm ly 2030 Aurex cổ xuất âm tụ, công suất 80W. Pioneer SA 7600 120W, trở kháng của nó toàn, tất cả những âm ly này thì đều trở kháng là từ 4 ohm nếu như đánh A hoặc B, nên là rất là tiện dùng. Và dưới cùng là âm ly Đà Lông PMA 510 công suất 125W, đây cũng là thuộc dòng âm ly cổ luôn. Chạy hai nguồn riêng biệt cho hai vế, có đánh cầu free bao. Trên thì con Aurex cũng vậy. Và như vậy trong clip hôm nay thì Xuân Đỉnh xin được báo giá toàn thể anh em những cái mẫu loa và âm ly mới về tại cửa hàng của Xuân Đỉnh. Và địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, gần Bệnh viện E Trung ương. Số điện thoại là 0395727582. Rất mong là toàn thể quý vị xa gần đến trực tiếp để xem test với những cái sản phẩm mà mình đã lựa chọn. Một lần nữa cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào.